hôm nay, Ngọc Chi sẽ dùng bình xịt điện của Ozima OS20DB với trang bị là hai bơm, với sự kết hợp tuyệt vời giữa một máy phun xương cao áp của Takeo TK3X này, thì bà con hãy cùng xem là Ngọc Chi sẽ test trực tiếp lên thân cây ngô thì tia sẽ ra như thế nào và độ mạnh sẽ ra như thế nào nhé. Để cho chúng ta có thể xịt được thân cây dễ dàng, cũng như là bà con có thể thấy rằng độ phun xương ra rất là tươi. Để cho thuốc trừ sâu hoặc là bà con xịt gì đó thì bắt đầu là thấm hơn nhé. Để cho thuốc trừ sâu được thấm hơn nhé bà con. Và sau khi đã test xong thì bà con có thể thấy rằng sự kết hợp giữa bình xịt điện hai bơm của Ozima OS20DB và máy phun xương cao áp của Takeo TK3X là sự kết hợp tuyệt vời, cho ra được tia rất là tươi và mịn để cho bà con có thể là phun được thuốc dễ dàng hoặc là mình tưới cây cũng như là sát trùng rất là tiện lợi. Và đặc biệt nếu như bà con muốn mua bình xịt điện cũng như là máy phun xương này thì bà con hãy gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình hoặc là đặt hàng thông qua website thegioimay.vn. Khi mua dòng bình xịt điện và máy phun tại Thế Giới Máy, bà con sẽ được đảm bảo 100% là hàng chính hãng với chất lượng tốt và giá cả phải chăng. Và bây giờ thì Ngọc Chi đã giới thiệu cho bà con cũng như là test trực tiếp lên thân cây ngô về dòng bình xịt điện cũng như là máy phun xương rồi. Cuối cùng là Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại bà con nhé.